Chào các bác đam mê ong mật nhé. Đây em bắt đầu không cần túi rồi, hôm nay là rằm ấy. Tranh thủ đi bê cái đỏ ở dưới phổ tấu này về nuôi. Đây nhà bạn Luân ở huyện đổi, rất là đẹp luôn. Đây, có bốn đẹp tuyệt vời. Bên đây đây nhà cũ bạn đấy đây. À, vọng ở bên đây. Đây cây gạo rất là to kìa. Đó. Rất lâu rồi, đấy có một bá vợ nó vào lâu lắm rồi. Vẫn có ong đi về đây. Chưa tối hẳn. Đó. Mình sẽ bê cả đỏ về thôi. Ông vẫn còn bay đi bay lại khá là nhiều các bạn. Gần tối rồi. Trưa nay mình định đi lấy tu đỏ về nhưng mà thấy có ong. Em đóng đinh chốt ở bên này đâm ra là bây giờ mở ra thì sợ nó động nó sẽ bay ra nhiều. Thế nên em sẽ chùm luôn vào. Vẫn còn một số ong bay đi bay về. Chờ một tí nữa. Em sẽ chùm hết vào. Rồi em chùm thế này là bê về thôi, cho lên xe là bê về thôi. Rồi, chào tất cả các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video sau.